là chị, bắt tay chị cái. Hài hước quá ha, hài hước. Có đâu, em chỉ có vui vui tí thôi chị. Rồi. Chị Cát Tường xinh. Vâng, cảm ơn em. Còn gì nữa không? Chị sẽ quay em quay xem. Quay coi gì vậy? Không, nhưng mà chị... Xem gì? Không, nhiều khi cái này nó trẻ hết thì em thấy thế em muốn xem gì? Thấy vòng 1 được rồi. Không, vòng 1 đấy nó chỉ là một phần. Như vậy em muốn xem gì giờ? Không, xem dạ. Bạn gái bên kia xem chị làm chi? Thì đấy, thì em ý em muốn chị mở to cái này. Không có được, cái này cái màn không có cảm thấy gì hết á. Bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào nữa? Thì đối với em cứ chung thủy chăm sóc cho gia đình. Cái đấy em làm được anh ạ. Ngoại hình? Dù béo, xấu hay là đẹp, gái hay là cái gì thì em cũng duyệt. Xạo. Ơ. Sao chị nói em xạo? Xạo nhiều khi em đâu có hiểu đâu. Ngoài Bắc người ta nói bốc phét không? À thế bốc phét. Miễn sao cái tư tưởng, tinh thần chín chắn. Chín chưa? Chị phải nói em chín cái gì? Thì chín chắn. À chín chắn, em chín chắn về tư cách, về con người, phẩm chất. Là đúng mình rồi. Sẽ lập nghiệp ở trong Sài Gòn luôn, thành phố luôn. Vâng, thì nhà cửa em đây, công việc đây thì duyên số thì đến với miền Nam là mảnh đất thân yêu, đất lành, chim đậm. Thế nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Kiếm đào lặng. Đi mua tặng anh một cái áo nhưng mà em lại không biết là như thế nào nên là em chuyển sang mua tặng anh quyển sách tản văn thôi. Nhưng mà có cái câu tựa đề của nó rất là hay, gọi là mở lòng và yêu đi, thì em hy vọng là anh sẽ thích quyển sách này. Ồ, yêu là phải mở lòng, yêu nhiều khi người ta yêu thầm thì sao, đúng không chị? Yêu đơn phương rất là khó, là khó để mà người ta biết được, hay là thôi mình cứ có gì thì mình cứ mở lòng ra và trao đổi thì nó tốt hơn. Không, anh nhìn em cũng xinh xắn. Dạ vâng, em biết em xinh. Dễ thương. Dễ thương hơn chị Cát Tường. Chị Cát Tường cười xinh. Anh Duy Linh nhỉ? Thật ra thì nghe cái công việc của em thì nó hơi đặc thù. Công việc của em thì anh hiểu không? Nhưng mà em thì em cũng bản thân em và mọi người đánh giá thì em thật ra em không hiền, nhưng mà em thì biết điều thôi. Nghĩa là cái vấn đề gì mà cần hiền thì em vẫn hiền, cái gì cần biết điều em vẫn biết điều, những cái gì mà em cần phải tranh luận để đưa ra một cái kết quả cuối cùng thì em sẽ tranh luận. Nhiều khi giả dụ như người ta nói là cái gì cũng biết, biết điều không biết. Em biết điều được. Em biết điều. Hồi con người ai cũng thế, cứ biết là được, đúng không chị? Ngồi nói chuyện bạn gái đi, cái đĩa của tôi rồi chứ gì trời. Không thì nhiều khi em phải tía qua chị vì chị toàn tía em hoài. Nếu mà dự định kết hôn thì em dự định sớm hay là trễ? Nhưng mà anh nghĩ cũng sớm nhỉ? Em mong ước là đến năm 2019 á. Anh thì một tháng, hai tháng và năm sau, một năm sau. Thật ra cái vấn đề mà Mình có thời gian mình tìm hiểu. Là dự định thì nó là bản thân mình đặt ra. Còn cái vấn đề mà thời gian thì phải tìm hiểu thì mình mới biết được rằng là mình cần bao nhiêu lâu. Hẹn hò đi, tính kế hoạch đi. Em thì ở quận 7 nhưng mà Sài Gòn nhiều khi cũng chạy hàng hóa mà chị. Cũng chạy lông nhông các quận. Em thì ở quận Tân Bình, em ở chỗ cầu vượt Hoàng Hoa Thám, chắc là cũng gần nhỉ. Đi khoảng nửa tiếng không tắc đường chắc tới chị nhỉ? Tiếng? Không, một tiếng em đi nhanh. Em đi nhanh mà không ẩu, nhiều khi bắt xe buýt thì đi một tiếng đến. Tình yêu thì nói đúng ra ai cũng trên đời ai cũng yêu, đúng không em? Dạ. Ai cũng từng yêu một đến hai lần và nhiều lần. Dạ. Nhưng mà cuộc sống gia đình theo quy luật của con người thì có vợ có chồng có con thì nó mới là một cái gia đình. Dạ. Mới đầu nhìn mặt và nói chuyện anh cảm thấy em đúng là người phụ nữ của gia đình anh cần. Nói đến đây thì em hiểu rồi. Dạ. Dạ. Thôi em không nói nữa. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Đây, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, thưa khán giả là em tên là Phùng Hải Đăng, quê em ở Thái Nguyên, ở miền Bắc. Em hiện đang sinh sống và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em thì là về bên giám định hàng hóa xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, công ty trách nhiệm hữu hạn giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh. Em là bao nhiêu tuổi? Dạ, em 32 tuổi anh ạ. 32 tuổi. Dạ. Rồi và bạn gái. Vâng, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Lê Thị Thu Huế, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang sống ở Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em hiện tại là em làm
nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại làm cho một văn phòng luật ạ. Em quê ở Hà Nội ạ. Hiện tại thì gia đình nhà em chuyển vào sống ở Bình Dương ạ. Hay quá, nghe cái giọng em vậy là người ta phải trả nợ thôi. Chị có mấy con nợ mà hoài mấy năm đòi không trả, em đòi giùm chị nha. Một chị có hợp đồng thì bên em xử lý được, còn nếu như mà chị cho bạn bè vay nó cũng hơi khó. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là trong công việc thì em nắm bắt cái tâm lý của khách hàng nó cũng khá là tốt ạ. Còn về nếu mà ngoài công việc ra thì em thấy là em nấu ăn tạm tạm, em biết chăm sóc mọi người, em khá là một người phụ nữ của gia đình. Hạn chế điểm của em thì em nói hơi nhiều, em hơi kỹ tính, là em hơi sạch sẽ quá. Ví dụ như là chân bàn của em mà ai mà không được sự đồng ý của em thì em không thích người đấy đụng vào. À đó. Ai mà vô tình mà vô nhà mà lên phòng người ta mà leo lên giường nằm cái là thôi xong rồi, phải không? Thay liền cái ra giường nó liền, đúng không? Cũng không đến mức đấy, nhưng mà em sẽ tỏ thái độ là em không thích. Không đồng ý. Dạ. Bạn trai, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là mạnh khỏe, có sức khỏe. Rất khỏe. Dạ, rất khỏe. Em nấu ăn cũng rất ngon. Rất ngon. Nên là những món miền Bắc và mấy cái món canh chua, giả dụ như canh chua khá có thộ trong miền Nam này, em vẫn nấu được. Về công việc, về mới về tất cả cái kia thì em cũng vẫn bình thường. Cái kia là cái gì bình thường? Ngoại giao, xã hội, anh em, bạn bè, tất cả đất nước Bắc Trung Nam là em nói thật với anh là đa phần cũng biết em. Tên Phùng Hải Đăng hay, hoặc là em biệt danh Đăng Lì thì... Trời ơi! Là... Đăng Lì gớm nhỉ? Đăng Lì, đấy là cái biệt danh ấy thôi. Em có tật xấu gì không? Khuyết điểm gì không? Em thì nhiều khi cũng hơi mất bình tĩnh chút. Nhưng mà sau đấy thì em vẫn điềm đạm, vẫn biết giả dụ như ai cũng có sai thì mình vẫn nhận sai, nhận lỗi. Em thế đâu phải là khuyết điểm đâu. Dạ. Cái đấy là gọi là khuyết điểm trong những cái phần đấy thôi anh ạ. Tất nhiên là mình cũng có cái sai. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Trước tiên em hy vọng là không hút thuốc. Không hút thuốc. Bên kia có hút thuốc không anh? Em từ nhỏ đến giờ không biết thuốc lá như thế nào. Em thích anh ạ. Dạ. Rồi. Rượu bia biết chút chút thôi. Dạ, rượu bia chút chút là được anh ạ. Dạ. Nghĩa là không cờ bạc, không gái gú ạ. Cờ bạc với gái gú hình như là em không có. Không em có. Không có luôn. Ngoại hình. Ngoại hình thì em mong ước là cao hơn em. Nếu được thì cao từ 1m65 trở lên. Ôi, em 1m60, 1m60, 1m60. Cao hơn em đấy anh, em chỉ là cao hơn em. Nhưng mà cái nếu được thì từ 1m65 mà không thì cao hơn em là được. Bên này 7 mấy luôn đó em. Thế tốt quá. Nhưng mà số ký sao em? Anh có được 54kg. Cân nặng thì cái đấy về em thì nấu ăn cũng tạm tạm đủ để làm cho anh tăng cân. Em thích gầy hay thích mập hay là thích milu hay là nhỏ nhắn xinh xinh như thế nào? Nếu mà gầy thì em sẽ cố gắng để làm cho người yêu tăng cân, nếu mà tròn thì ôm cho nó dễ ôm. Vậy anh 102kg thì không biết em ôm được không? Thật ra thì về cân nặng nếu mà nó nặng quá ấy, thì em nghĩ là nó không tốt về vấn đề sức khỏe là trước tiên. Thì mình nên là đúng rồi, cân nặng xuống nó, để nó... Anh cũng muốn nó giảm xuống cho nó người nó đẹp. Nhiều khi nhỏ nhắn nó vẫn khỏe hơn. Đúng rồi. Rồi, rồi. Bây giờ em hãy cho anh biết rằng em ghét gì nhất của đàn ông, tật xấu gì nhất á? Lăng nhăng ạ, chắc mỗi cái đấy thôi anh ạ. Rồi, thì còn bạn trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái thì ngược mới lăng nhăng. Không chung thủy, đâu, chung thủy. Chung thủy. Chứ không chung thủy là nó lại lăng nhăng rồi. Đây nhỉ. Ông này rối não quá nhỉ. Anh đây làm em run á. Đổ mồ hôi hết tay. Em là chị, bắt tay chị cái. Hài hước quá ha, hài hước. Có đâu, em chỉ có vui vui tí thôi chị. Rồi. Chị Cát Tường xinh. Vâng, cảm ơn em, còn gì nữa không? Chị sẽ quay em quay xem. Quay gì, có gì ạ? Không, nhưng mà chị... Xem gì? Không, nhiều khi cái này nó trẻ hết thì em thấy thế em muốn xem gì? Thấy vòng một được rồi. Không, vòng một đấy nó chỉ là một phần. Như vậy em muốn xem gì vậy? Không, xem dạ. Bạn gái bên kia xem chị làm chi? Thì đấy thì em ý em muốn chị mở mở to cái này. Không có được, cái này cái màn không có cảm thấy gì hết á. Bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào nữa? Thì đối với em cứ chung thủy chăm sóc cho gia đình. Cái đấy em làm được anh ạ. Ngoại hình? Dù béo, xấu hay là đẹp, gái hay là... cái gì thì em cũng duyệt xạo. Sao chị nói em xạo? Xạo nhiều khi em đâu có hiểu đâu. Ngoài Bắc người ta nói bốc phét không? À thế bốc phét. Miễn sao cái tư tưởng tinh thần chín chắn
Chín chưa? Chị phải nói em chín cái gì? Thì chín chắn. À, chín chắn, em chín chắn về tư cách, về con người, phẩm chất. Là đúng mình rồi. Sẽ lập nghiệp ở trong Sài Gòn luôn, thành phố luôn. Vâng, thì nhà cửa em đây, công việc đây thì duyên số thì đến với miền Nam là mảnh đất thân yêu, đất lành, chim đậu. Thế nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Kiểm tra làng gái như thế nào nha? Không, anh kiểm tra nó vừa vừa thôi. Vừa thôi, anh quá. Thế giờ anh. Rồi, chào em gái. Nghe giọng nó nói với em á, nó khác xa với người. Em xinh hơn đúng không? Đúng rồi. Cái giọng nói nó, hồi nãy anh nghe em tưởng đâu là em phải mình đàn như đàn ông lắm á. Dạ. Một bên là giám định, một bên là thu hồi nợ. Được. Có ghen không? Cái này ghen là mệt lắm rồi nha. À, em thì tình yêu thì cần sự tin tưởng và chung thủy. Chứ còn ghen thì nó chỉ là gia vị thôi, cũng đừng ghen quá là được. Ghen quá nhiều khi yêu quá, ghen quá anh ơi. À, ghen quá thì em nghĩ là nó không nên, bởi vì là mà mình yêu thương thì mình phải tin tưởng lẫn nhau. Rồi, anh chị bây giờ cho em khoảng 2 phút em kiểm tra nợ xấu của bạn nam anh ơi, có gì không nha. Thử coi. Kiểm tra em á. Alo, anh, em ở bên ngân hàng, em đòi nợ. Em cúp máy luôn sao? Không nói. À không, việc đầu tiên mà khi mà em muốn tìm hiểu người em sẽ check CIC trước. CIC đó là kiểm tra xem người đấy có nợ xấu không anh ạ. À. Nó là bệnh nghề nghiệp nên là em thấy hơi sợ những người mà có nợ xấu. À. Em có nợ xấu gì không? Em toàn nợ đẹp thôi anh ạ. Mình hỏi ý kiến người thân coi sao em nha. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bạn thân của em với chị họ của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, quý vị khán giả ạ. Em là bạn thân của Huế ạ. Anh trai bên này thì em thấy là ngoại hình là cao to đẹp trai vạm vỡ lắm Huế ơi. Tính tình đó thì rất là chín chắn và rất là vui vẻ nữa. Có thể là hợp đến 90% mỗi người. Dạ lý tưởng của bạn em. Em trai đi với ai? Dạ em đi cùng với anh trai ruột cháu và mấy anh em bạn bè. Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Dạ chào quý vị khán giả trong trường quay. Tôi là anh trai của Hải Đăng, được chương trình quan tâm cho hai em gặp nhau. Thì tôi thấy đây là một cái chương trình rất là nhân văn. Bởi vì trong cái môi trường xã hội Sài Gòn này sống rất năng động và thời gian dành cho cái tìm hiểu như không có. Nên tôi hy vọng rằng cái chương trình này sẽ tiếp tục phát triển và sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Và MC Quyền Linh và MC Cát Tường phải ăn thật nhiều sức khỏe để làm từ 0 giờ sáng đến 24 giờ đêm để cho tất cả cặp đôi và đang cô đơn đến được với nhau. Đấy, còn nói về cái này thì em gái bên này thì tôi thấy đối với gia đình là rất là tuyệt vời. Hai em sẽ đến được với nhau. Thì tôi hy vọng rằng hai em hãy cho nhau cơ hội và để tiếp tục tìm hiểu. Cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Rồi. Em quay kìa anh. Đó. Bây giờ anh. Không gian được các bạn đó. Dạ. Tò. Em bằng anh ạ. À. Cảm ơn anh. Lúc mà đăng ký tham gia chương trình ấy thì em định mua tặng anh một cái áo nhưng mà em lại không biết là như thế nào nên là em chuyển sang mua tặng anh quyển sách tản văn thôi. Nhưng mà có cái câu tựa đề của nó rất là hay, gọi là mở lòng và yêu đi, thì em hy vọng anh sẽ thích quyển sách này. Ồ, yêu là phải mở lòng, yêu nhiều khi người ta yêu thầm thì sao, đúng không chị? Yêu đơn phương rất là khó, là khó để mà người ta biết được, nên là thôi mình cứ có gì thì mình cứ mở lòng ra và trao đổi thì nó tốt hơn. Không, anh nhìn em cũng xinh xắn. Dạ vâng, em biết em xinh. Dễ thương. Dễ thương hơn chị Cát Tường. Chị Cát Tường cười xinh. Anh Quyền Linh nhỉ? Thật ra thì nghe cái công việc của em thì nó hơi đặc thù. Công việc của em thì anh hiểu. Nhưng mà em thì em cũng bản thân em và mọi người đánh giá thì em thật ra em không hiền, nhưng mà em thì biết điều thôi. Nghĩa là cái vấn đề gì mà cần hiền thì em vẫn hiền, cái gì cần biết điều em vẫn biết điều, những cái gì mà em cần phải tranh luận để đưa ra một cái kết quả cuối cùng thì em sẽ tranh luận. Nhiều khi giả dụ như người ta nói là cái gì cũng biết, biết điều không biết. Em biết điều được. Em biết điều. Hồi con người ai cũng thế, cứ biết là được, đúng không chị? Dạ. Ngồi nói chuyện bạn gái đi, cái đĩa của tôi rồi chứ gì trời. Không thì nhiều khi em phải tía qua chị vì chị toàn tía em hoài. Nếu mà dự định kết hôn thì em dự định sớm hay là trễ? Nhưng mà anh nghĩ cũng sớm nhỉ? Em mong ước là đến năm 2019 á. Anh thì một tháng, hai tháng và năm sau, một năm sau. Thật ra cái vấn đề mà Mình có thời gian mình tìm hiểu. Dự định thì nó là bản thân mình đặt ra. Còn cái vấn đề mà thời gian thì phải tìm hiểu thì mình mới biết được rằng là mình cần bao nhiêu lâu. Hẹn hò đi, kế hoạch đi.
Em thì ở quận 7 nhưng mà Sài Gòn nhiều khi cũng chạy hàng hóa mà chị, cũng chạy lông nhông các quận. Em thì ở quận Tân Bình, em ở chỗ cầu vượt Hoàng Hoa Thám, chắc là cũng gần nhỉ. Đi khoảng nửa tiếng không tắc đường chắc tới chị nhỉ? Tiếng? Không, một tiếng em đi nhanh, em đi nhanh mà không ẩu, nhiều khi bắt xe buýt thì đi một tiếng đến. Tình yêu thì nói đúng ra ai cũng trên đời ai cũng yêu đúng không em? Dạ. Ai cũng thường yêu một đến hai lần và nhiều lần. Dạ. Nhưng mà cuộc sống gia đình theo quy luật của con người thì có vợ có chồng có con thì nó mới là một cái gia đình. Dạ. Mới đầu nhìn mặt và nói chuyện anh cảm thấy em đúng là người phụ nữ của gia đình anh cần. Nói đến đây thì em hiểu rồi. Dạ. Dạ em ơi, em không nói nữa. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Người yêu thương của mình đang ở đây hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Mẹ. Hai bạn nắm tay nhau đi ha. Dạ. Về tìm hiểu thật kỹ ra. Chúng ta có một quyết định đúng đắn nhờ cái sự tư vấn của bên đàn trai và đàn gái nha. Anh vui quá, cười quá trời. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Cộng gặp Cinebox 212 chiến thắng, cầm lấy. Gửi tặng hai bạn, đây là bộ sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, Skin Azak. Em nắm tay anh rồi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng chị. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi đến từ thương hiệu Couple TX Hàn Quốc. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bạn trai rất là hài hước. Nắm tay đưa đi.